Cái thứ hai là cái mình lên cho cái con này đó là cái thính gió. Cái này mấy bạn còn có thể nói là nó là cái kính gió khí động học đi. Nó vừa là tính năng là làm kiến chiếu hậu, nó vừa là tính năng là làm một cái cánh gió mấy bạn. Thì rồi. Ok anh em, chào mừng anh em đã đến với một vlog nữa của mình. Dạ, mình là Mr. Ken 679. Các bạn đang coi kênh channel của mình vào lúc 7 giờ tối trên kênh Santona Motorcycle. Thì hôm nay bắt đầu hôm nay mới là xong phiên bản hoàn thiện hết của con BMW S1000RR 2019 tới 2022. Còn có một tên gọi khác cho cái con BM này đó là cá voi sát thủ. Tại sao nó có cái tên là cá voi sát thủ? Thứ nhất là cái con này nó rất là mạnh mấy bạn. Cái thứ hai, cái form của nó từ cái phần cánh gà cho tới cái phần đầu đèn, mấy bạn có thể nhìn nó giống như cái đầu y chang một con cá voi. À, đây cái phần mắt của nó, là nói chung là mấy bạn nhìn vô cái là mường tượng là nhìn cái đầu nó quặm y chang như một con cá voi, nên là người ta có cái tên mỹ miều cho nó, đó là gọi nó là cá voi sát thủ hơn là gọi cái tên là BMW S1000RR 2019. Nghe nó hơi bị dài dòng quá, giống như R1 209 tới 2014 thì anh em cho nó một cái tên gọi đó là BMW R1 bắt cứu, rồi từ 2015 cho tới 2020 mấy anh em kêu nó là cái gì, R1 cá chê. Còn từ 21 cho tới 2022 tới bây giờ thì mấy anh em kêu nó là cái gì, rắn hổ mang, nó dạng dạng lại vậy. Rồi còn con BM mà đợt trước con này thì mấy anh em kêu là cá mập. Thì mỗi người nó có một cái tên gọi khác nhau, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm một cái video đầy đủ về con cá voi sát thủ này. Thì tất cả những cái thứ công năng, hiệu năng, những thứ mà cần thiết để cho một con xe vừa có tính thời trang, vừa có công năng, vừa có hiệu năng để chạy tất cả các tour đường phố ở Việt Nam, hầu như con này mình đã trang bị gần như hết rồi, ngoại trừ cái mâm là chưa có lên thôi. Riêng về cái phần mâm á, thì thực tế mà nói cái mâm của con cá voi này nó là cái mâm nhôm rồi, nó zin của nó là nó mâm 7 cây mâm nhôm rồi, nên thực tế mà nói anh em có tiền anh em lên thì nó vẫn là best hơn, nhưng mà không lên thì vẫn bình thường không sao, nó vẫn là mâm 7 cây. Nó mấy bạn mới có thể nhìn vô nó nhìn na ná, nó giống như cái mâm của thằng Mai Chết rồi, không cần phải bàn nữa. Bây giờ mình sẽ liệt kê những món đồ xe chơi xe mà trên cái con này nó đã ngốn chủ xe khoảng tầm bao nhiêu tiền cho một cái con BMW S1000RR 2019 ha. Trước tiên mấy bạn sẽ nhìn vô cái phần tổng thể về cái phần đầu. Cái phần đầu hiện trạng của nó là phần đầu đèn là vẫn để zin. Ở đây nó có hai cái bi cầu. Khi mà mở anh em mở đèn lên nó có cái dãy led đây. Cực kỳ đẹp ha. Đó, nói chung là cái con này nhìn nó rất là bét, không còn gì để bàn. Chỉ có một điểm trừ của nó là về cái phần đuôi, thì cái đó mình có review rồi, mình cũng đã nói hết tất cả những thứ nào mà liên quan tới cái con này về thẩm mỹ xấu đẹp gì là mình đã nói hết video trước rồi, mấy anh em có thể lục lại video cũ coi giúp mình ha. Về cái phần kính gió, mình đã lên cho nó một cái kính gió Zero Gravity còn xa. Cái mẫu này, tất cả những cái mẫu kính của cái hãng khác trên thị trường thì loanh quanh nó khoảng tầm 3 triệu quay đầu, riêng cái con BMW thì nó khoảng tầm là 219 đổ lên nha, nó khoảng tầm là 3 triệu tư tới 3 triệu 6 tùy theo shop bán. Cái thứ hai là cái mình lên cho cái con này đó là cái kính gió. Cái này mấy bạn còn có thể nói là nó là cái kính gió khí động học đi. Nó vừa là tính năng là làm kiến chiếu hậu, nó vừa là tính năng là làm một cái cánh gió mấy bạn. Thì cái này mấy bạn nào, cái hàng này là hàng Rizuma anh em, cái này mấy anh em mua new thì khoảng tầm là 11 triệu, có chỗ bán 13 triệu rưỡi nữa, tùy theo. Tại vì cái này rất là ít người dám ôm hàng về, tại vì ít anh em gắn lắm. Cái này nó làm cho rất là nhiều hãng ha, Yamaha thì có làm cho R1, Kawasaki có làm cho H2, rồi BM, rồi thằng Su cá heo, nói chung là nó làm cho rất là nhiều hãng. Nó là một trong những cái thứ mà nhìn nó riêng cái thằng kính này á, mình thấy nó chỉ có lên cái voi là một, với lại con Ducati V4 là hai, hai con đó là mình thấy là đẹp nhất, đẹp xuất sắc luôn.
trong cái phân khúc mà gắn cái kính gió khí đồng học giống vậy. Khi mà mấy anh em đi đường thì mấy anh em có thể mở cái này lên để mình rọi đường, mình nhìn ở dưới đường sau. Còn khi mà không cần thiết nữa thì để đây. Nói chung là nó cũng có tác dụng. Thứ nhất là tăng độ thẩm mỹ, thứ hai là khí đồng học của nó là nó để cắt gió hay cái gì đó. Mình thì mình không có điều tra chuyên sâu vậy này, nhưng mà khi mà một hãng MotoGP hoặc là một cái hãng W, một cái đội đua WFK, người ta đã ngâm cứu ra tới cái này rồi thì chắc cứu nó phải có công năng hiệu năng, người ta mới làm. Chứ còn mà nó không có công năng hiệu năng, chắc cứu người ta sẽ không làm đâu. Ok, rồi mình sẽ liệt kê tới phần ghi đông ha. Phần này nó sẽ ngốn khá là nhiều tiền của anh chủ xe. Về cái phần ghi đông thì hiện tại con xe vẫn là đang đi thớt chẳng 3 với lại ghi đông zin theo xe, chứ không phải là hàng đồ chơi ha. Cùm thắng đang sử dụng là cùm thắng Elaboray 19. Thì cái cùm này mấy bạn cũng biết rồi, về cái độ bóp của nó thì nó im ru, không có gì để bàn nữa. Cái mẫu này không phải là mẫu tiêu chuẩn nha anh em. Mẫu này là mẫu cao cấp nhất của thằng Gelspeed. Mẫu này thì nó sẽ có cái núm chỉnh nó nằm ở bên hông, còn cái mẫu tiêu chuẩn thì núm chỉnh nó nằm ở trên. Và cái bản này của cái mẫu mẫu full này nó sẽ là bản này nó to hơn, còn mẫu Bullet của thằng Elaboray thì cái này nó sẽ nhỏ hơn. Cái này new khoảng tầm là 15,6 triệu, còn ví dụ mấy bạn mua hàng line new thì khoảng tầm 13 triệu cho tới 13,5 triệu là hàng đẹp như mới. Rồi, bình dầu mình đang sử dụng là một cái bình dầu CMC Racing màu đỏ. Một cái bình dầu này new thì khoảng tầm 2250. Còn bên trái mình đang sử dụng là một cái cùm côn Cohen, cùm 29 ly, là một trong những cái cùm chuyên trị cho BMW S1000RR. Thì cái cùm này nó sẽ có ba cái công tắc của nó sẽ có 3 dây. Một dây để hỗ trợ là câu vô để đá quýt ship anh em. Chứ còn tất cả những cái cùm còn lại, mấy bạn mà muốn gắn cho BM bắt buộc mấy bạn phải chế cái công tắc rời. Đây cùm của hay là cùm 29, nó sẽ cắt hết côn cho tất cả các dòng xe luôn em. Nói chung ở trên thị trường mấy bạn cứ kiếm cùm 28, 29 thì nó sẽ cắt hết côn tất cả các dòng xe, kể cả Yamaha R1, kể cả Su, nói chung là ABCD, cái xe nào có mặt trên thị trường về phân khối lớn là nó sẽ cắt được hết. Còn cái cùm 24 thì tùy theo ngưỡng côn của cái xe đó nữa, nó dài hay nó ngắn nữa, tùy theo xe mới gắn được nha anh em. Rồi, cái cùm này new là khoảng tầm là 9,8 triệu, một cái cùm Cohen V3. Cái này mình đang sử dụng một cái núm chỉnh GB cho cái này, là mình xài hàng của Tinlip OEM. Cái này có tác dụng gì ha? Cái này có, nó sẽ có tác dụng là nó sẽ có một cái cọng cáp đấu trực tiếp ở bên cái cùm thắng ở bên đây. Là có nghĩa là khi anh em chạy tour hay gì đó, mấy anh em muốn chỉnh tay thắng ra xa rần, mấy anh em không có cần thòng tay qua đây mà mấy anh em chỉnh nữa, mà mấy anh em chỉ cần để bên đây thôi ha. Mấy em vừa chạy vừa chỉnh đồ bình thường. Như cái này thì mấy anh em có thể dùng một con tay mấy em lắc lắc là bên đây nó sẽ đi ra ha. Không đó, mấy anh em chỉ cần dùng một con tay lắc 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 là nó sẽ đi ra. Cái này nó sẽ hỗ trợ cho trong MotoGP đồ nó sẽ ổn hơn. Chứ còn anh em đa phần anh em mà chơi bản thương mại á, đa phần anh em mình gắn lên cho đẹp thôi, chứ không có cần thiết lắm về những cái thứ mà giờ ví dụ mình đang chạy tour mình muốn chỉnh ra xa thì mình chạy chậm lại xíu, mình thò cái tay đây mình dằn vẫn được. Nhưng mà mình gắn cái này lên nó tăng cái công năng hiệu năng, nhìn nó cái vẻ nó thời gian nó sẽ in the best hơn. Về cái phần bảo vệ tay thắng thì nói chung bảo vệ tay thắng thì nghe nói cho nó sang mồm thôi, chứ thực tế mà nói công dụng của này là nó sẽ là chống cướp phanh nha anh em. Ở bên trái mình đang sử dụng là hàng bảo vệ tay thắng của thằng Full Seat. Ở bên trái cũng vậy, bên trái bên phải là đều xài full seat hết. Nhưng mà cái thằng bên phải thì nó lại rẻ hơn thằng bên trái nha. Đa phần mấy anh em mua thằng bên phải nhiều, thằng bên trái thì ít ai gắn lắm. Nên là có mình anh chủ xe này là ảnh thích gắn hai bên. Cái phần bên trái thì nó khoảng tầm là 2,9 triệu cho một cái bảo vệ tay thắng full carbon full seat. Còn ở bên phần tay trái nè, đây bên tay phải. Còn bên tay trái thì mình cũng xài full seat luôn. Cái này thì nó lại 3,7 triệu, nó mắc hơn gần cả triệu anh em. Cái công dụng của nó là khi mấy anh em qua mặt người ta hay là bị người chạy ngược chiều về bá vô thì nó sẽ bá vô cái này trước,
chứ nó sẽ không bái vô cái cùm côn, không bái vô cái cùm thắng của mình. Về cái phần cùm côn thì nó cũng không quan trọng lắm, quan trọng là cái phần cùm thắng khi mà anh em chạy tốc độ cao như cái này nè. Khi người chạy ngược chiều hoặc là mấy anh em qua cua mà bị quẹt vô này á, thì thực tế mới nói cái này nó sẽ đụng vô này, nó tượt ra, nó sẽ giảm cho anh em nguy cơ là khi mà anh em chạy mấy anh em quẹt trực tiếp thì cái này nó sẽ bóp phanh, không, nó sẽ cướp thắng của anh em, nhiều khi nó sẽ gây ra những cái tai nạn mà mình không mong muốn, không. Nó cái mục đích của nó là cái công chuyện như vậy. Một cái chỉnh lẫy chỉnh GB của thằng Tiro em à, chỉnh thắng chứ, thì lên quanh nó khoảng tầm là 2.8-2.9 triệu cho một cái lẫy. Về cái phần dàn chân trước thì heo mâm thì mình vẫn sử dụng là mâm zin 7 cây của thằng Bim Đức. Còn phuộc thì vẫn sử dụng là phuộc zin của Bim Đức, mà nhưng mà cái này là nó được sản xuất bởi hãng Mayochi. Hãng Mayochi là cũng là một trong những cái hãng mà làm phuộc cũng là gọi là thần thánh, có nhiều cái phuộc rất là đẹp, nhất là những cái con xe như MV Agusta có những cái phuộc Mayochi nó rất là đẹp. Heo mình đang sử dụng là cặp heo G4RX chân 100. Thì cặp này hiện trạng bây giờ nếu mà new thì khoảng tầm là 36 triệu cặp G4RX. Còn ví dụ mà hiện trạng live new mà ken giống như vậy nè, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 29-30 triệu là hiện trạng là mới ken, không một vết xước, không một ố, không một vết ố, với lại không có bị chốc xi gì hết nha anh em. Cặp dĩa mình đang sử dụng là cặp dĩa Rambo Rotting. Thì cặp dĩa Rambo Rotting với lại Semi Rotting với lại cặp dĩa Rambo thường thì nó sẽ khác nhau như thế nào, thì mấy bạn có thể lên trên mạng các bạn search. Cái này thì mình sẽ xài là Semi Rotting, là có nghĩa là nó có độ rơ nhẹ. Còn mà cái mà Full Rotting là nó dùng cho ray á. Thì mấy bạn khi mà các bạn giống như cái xe đĩa gaffer của mình hồi xưa á, khi bạn lắc á, là nó nghe lóc cốc lên keng, lóc cốc lên keng luôn. Cái độ dĩa với lại cái lòng nó rơ rất là nhiều. Một cặp dĩa Rambo này nó lanh quanh nó khoảng tầm 19 triệu 8 ship về tới đây, khoảng 19 triệu 8. Đa phần những cái link này thì nó sẽ nằm ở châu Âu là nhiều, chứ còn ở bên Mỹ đâu là hiếm lắm. Hiếm có link bán cái dĩa Rambo lòng vàng cho cái con bim đúp cái voi giống vậy. Đa phần là bim đúp cái voi này người ta bán là bán cái dĩa của thằng Rambo T-Rex, là cái dĩa lòng đen á, ít bán cái dĩa lòng vàng này lắm, nên là mấy anh em lưu ý nha. Còn link châu Âu thì lúc nào cũng phải về lâu hơn là cái link của Mỹ, nó đâu đó khoảng tầm 1 tuần tới 2 tuần. Chống đổ mình đang sử dụng là cặp chống đổ T-Rex. Một cặp chống đổ này nó khoảng tầm là 4 triệu rưỡi, 5 triệu cho một cặp chống đổ. Đèn mình đang sử dụng là cặp đèn tool ha. Cái này là đang sử dụng cái hệ bi cầu. Và cái công tắc ở trên đây là mình sử dụng cái công tắc này nó xài không giống như cái công tắc tool. Nó xài đèn tool nhưng mà nó không có xài giống như cái công tắc tool. Mình là một cái công tắc trực tiếp nhỏ trong đây. Khi mà anh em lên đây, lên đồng hồ xong đợi khoảng 5 giây. Anh em muốn sáng code đi, mấy em nhấp vô một cái là nó lên cái ánh sáng code. Đúng không? Chắc anh em không thấy rõ đâu, từ hôm nay mình quay ban ngày á. Rồi anh em muốn mà cho nó lên pha đúng không, là anh em nhấp vô trong cái nút hai cái đó là nó sẽ nhảy lên pha, thấy không? Còn mấy em khi mà anh em muốn đá vaccine thì mấy em giữ nguyên luôn. Khi mà mấy em muốn đá vaccine thì mấy em giữ nguyên luôn. Khi mà anh em muốn tắt nhấn vô một cái nữa. Cái này nó gọi là cảm biến một chạm mấy bạn, cảm biến một chạm full, bao gồm là full cặp đèn, full bộ mạch với lại full công tắc thì lanh quanh nó khoảng tầm là 7 triệu rưỡi 8 triệu cho một cái bộ đèn tool mẫu bi cầu. Và cái mẫu này nó sáng, mình đánh giá nó là sáng cực kỳ ok nha anh em. Nói chung là nó cái mặt cắt của nó không có làm chói người đối diện. Nói chung là nó khá là ổn áp, đi đường xa ổn. Rồi riêng về cái đèn bi cầu thì nó sẽ là cái ánh sáng gơm chứ nó không phải là ánh sáng tỏa. Ánh sáng gơm có nghĩa là sáng tới đâu là nó sáng trực tiếp tới đó, chứ nó không có tỏa lan ra nhiều. Ok. Rồi. Về cái phần dàn chân sau thì cái dàn chân sau như mấy anh em cũng thấy rồi. Dàn chân sau mình đang sử dụng một con heo Rambo Niken hai bít đối xứng. Thì con heo này new trên thị trường nó bán khoảng tầm là 13 triệu cho tới 13 triệu rưỡi một con heo Rambo Niken.
dây dầu thì mình đang sử dụng là dây dầu đầu heo xịn, nhưng mà cái đầu dây heo xịn nhưng mà cái đầu là cái đầu ở Thái nha. Dĩa mình đang sử dụng là cái dĩa ray, mâm vẫn sử dụng là loại mâm zin. Còn cái thằng bát tăng sơn Bonamici này thì hồi đó là chủ xe mua new, đợt đó hình như là 6.8 triệu hay là 7.5 triệu vậy đó, mình quên mất tiêu rồi. Bô mình đang sử dụng là cái bô Austin Racing, thì mấy bạn cũng biết rồi, riêng về BMW thì nó chỉ có một cái bô thần thánh mà để ráp vô nó mà nghe best nhất. Một là AK đùi gà, và cái thứ hai đó là cái Austin Racing. Mấy bạn thả Austin Racing vô, có cho dù GB1R hoặc là GB1RR hoặc là GB2RR thì nó cũng nghe best như nhau mấy bạn. Đa phần những cái cây đó thì mấy cây nào mà Titan á, mấy bạn sẽ nghe nó hơi tanh tí xíu. Còn mấy cái cây carbon á, mấy bạn sẽ nghe hơi ấm tí xíu. Cái đó thì chỉ có những người nào mà người ta đi quen cái xe của mình rồi thì người ta sẽ nghe nó chuẩn chỉ ở mặt trời nhất có thể. Chứ còn mà ví dụ mà lâu lâu anh em mà gắn vô con xe vô mấy bạn cảm nhận thì nó khó lắm. Hoặc là các bạn nghe trên clip á, cũng rất là khó để phân biệt giữa cái cây Titan và cái cây carbon. Chỉ có mấy bạn nào mà đi quen một con xe của mình, đi cái bô đó nhiều lần rồi mấy bạn mới biết được là cái sự khác biệt giữa hai cái bô. Còn gác chân đang sử dụng là gác chân của thằng Ulet BMW. Thì cái mẫu này mấy đoạn mà mua new thì nó khoảng tầm lanh quanh đâu đó là 21 triệu. Còn mấy bạn mua hàng gọi là light new thì nó sẽ rơi vào từ 12 cho tới 14.5 triệu. Tùy theo anh trai người Pháp người ta có sẵn hàng. Cây này là mua light new nha anh em. Cây này hồi trước anh mua 12.5 triệu. Bộ ốp lốc máy GB Racing hai bên. Bên lốc máy là bên lốc nồi thì lanh quanh ở đâu đó khoảng tầm là 4.5 triệu cho bộ lốc máy GB Racing. Bên cạnh đó là trên xe nó còn rất là nhiều thứ mà nó còn lóc cốc len ken, bao gồm là full bộ dây dầu trước sau, đầu dây dầu heo xịn, đầu ơ thái là full bộ dây dầu trước sau luôn, nó khoảng tầm là 8 triệu. Rồi hốc gió carbon, rồi chụp cốt trước sau của Evotech. Hai chụp cốt trước sau Evotech thì một cái nó khoảng tầm 1.250.000, hai cái là khoảng tầm là 2.5 triệu. Rồi hai cái hốc lấy gió làm mát dĩa carbon thì một bộ này nó khoảng tầm là 4 triệu cho một cái bộ carbon làm mát đĩa. Full dàn áo ở trên xe thì đa phần là hầu như là nó được sở hữu 50% là dàn áo trên xe là carbon, bao gồm là dè cạc te nè, rồi ốp gấp carbon nè, ốp lường GB carbon nè, ốp sườn carbon nè, hai cái yếm thùng xăng carbon nè, nắp thùng xăng carbon nè, rồi hai cái yếm cánh gà carbon, dè trước carbon. Hầu như là 60% ở trên xe đều là carbon, chỉ có đúng những cái mà không phải carbon, có nghĩa là cái phần ốp đầu, phần cánh gà với lại cái thùng xăng, chỉ còn ba món đó là không phải carbon thôi. Với lại cái phần đuôi thì nó có hai miếng hai bên đây. Phần tem trên xe mình đang sử dụng là tông chủ đạo là màu trắng, xanh, đỏ. Thì một cái bộ tem giống như vậy mình sơn cho khách ngoài thì nó khoảng tầm 10 triệu cho tới 11 triệu một bộ tem giống như hình. Trên xe thì nếu mà tính lanh quanh mà tiền đồ carbon hết luôn á thì nó sẽ rơi vào 50 mấy triệu cho cái dàn đồ carbon từ nãy giờ mình liệt kê. Mấy bạn tính sơ sơ giúp mình thôi, riêng cái lường gầm carbon này không, nó hết 16-17 triệu rồi. Rồi hai cái miếng ốp carbon hai bên đây thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 9-10 triệu rồi. Rồi miếng carbon ở trên thùng xăng là hết 3.5 triệu. Hai cái miếng carbon ốp hai bên thùng xăng thì cũng hết 8 triệu. Rồi hai cái cặp ốp sườn carbon hết 10 chai. Rồi cái ốp gấp carbon cũng hết khoảng tầm là 6.5 triệu. Rồi cái dè cạc te carbon thì cũng hết 5 vít. Cái dè trước carbon thì cũng hết 6 vít. Rồi hai cái miếng xương cá ốp đây carbon thì cũng hết 3 vít. Rồi hai cái lẫy carbon hai bên của full seat thì nó cũng hết 6 vít. Mấy bạn tính sơ sơ giúp mình coi từ nãy giờ tiền đồ carbon không cũng phải là 50-60 triệu. Rồi cái bô thì nó cũng khoảng tầm là 10 mấy triệu. Bô này là mua lại bô cũ anh em. Thì sơ sơ mấy bạn có thể cộng giúp mình cái con xe này
còn thiếu đúng một cái, một đó là cái cây phục trước ưu liền và cái cây phục sau ưu liền. Nhưng mà anh chủ xe anh có tâm sự với mình thì anh nói là anh đang muốn trải nghiệm phục điện thử coi nó như thế nào. Nếu mà không ok thì trong tương lai gần ảnh sẽ lên FRG 300 hoặc là FRG 700, thì cái đó là tùy theo khi nào mà ảnh mua thì ảnh cứ xuống tiền là mình cứ lên đồ thôi mấy bạn. Thì cái con này gần như là nếu mà nói về một cái con xe mà full công năng hiệu năng thì nó cũng là một trong những cái con xe gần như trong top của top server, nói đơn giản là nó cũng gọi là trong top server của BMW Đức Cái Voi 2019 đổ lên rồi. Nói chung là đồ đạc đồ các thứ thì nó cũng gần như là full hết rồi các bạn. Nó chỉ còn thiếu một cái là như phục trước sau nữa là coi như là nhìn in the best international luôn rồi. Cái phần đèn đuôi sau đang sử dụng cái đèn đuôi của thằng NRC mấy bạn nha. Cái đèn NRC này thì nó sẽ rất là nhiều cho các dòng xe, như đa phần là nhiều nhất là cho Ducati. Ducati thì nó sẽ làm nhiều nhất cho thằng NRC, tất cả như xi nhan rồi như đèn kính hậu rồi như đèn đuôi, tất cả. Nói chung là NRC là một trong những cái thương hiệu đèn xi nhan hoặc là đèn đuôi tích hợp xi nhan, nó trong giá tầm trung, giá rẻ, nó xài nó khá là ổn áp. Thứ nhất là về cái công năng hiệu năng của nó, cái đèn nó cũng khá là sáng, và cái thứ hai nó là nhìn nó cũng khá là chắc chắn và nó xài cũng rất là bền nha anh em, rất là bền. Rồi sơ sơ thì các bạn cũng có thể cộng lại xương xương giúp mình. Đối với một cái con xe mà như vậy thì dàn đồ như đó thì các bạn cộng lại giúp mình coi nó có đáng đồng tiền mất gạo hay không. Gần hết gần một nửa một con xe cũ rồi. Tiền đồ chơi trên xe không là gần một nửa con xe cũ rồi. Rồi ok, cảm ơn em đã click vô coi hết cái video của mình. Đối với những bạn nào mà lần đầu tiên xem kênh của mình, mấy bạn đừng quên like, subscribe, chia sẻ kênh của mình nha. Và mình là Mấy Tây Ken 639. Turn your back on me. Heard you got that bag. Well, I must have a hefty guy on me. Yeah. Count up the